Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức cùng bản tin 113 online lúc 15 giờ của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, vào chiều nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ tiếp tục với môn thi thứ hai là môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Để tiếp tục đảm bảo an toàn cho kỳ thi, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự và các lực lượng khác phối hợp cùng với công an phường, các tổ tự quản tại các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự không để xảy ra tình trạng ùn tắc phức tạp về an toàn giao thông. Tại Hà Nội, địa phương có số thí sinh dự thi đông nhất cả nước với 102.000 em. Từ sáng sớm, công an các phường xã quận huyện trên địa bàn thủ đô đã triển khai lực lượng xuống từng điểm thi nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường này được thuận tiện và an toàn. Trong suốt quá trình các em làm bài thi, luôn có lực lượng công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ, không để các tình huống xấu xảy ra. Đối với những cái trường hợp mà các xe dừng đỗ ngay cổng trường thì cán bộ chiến sĩ sẽ trước mắt là để cho người nhà thí sinh hoặc là thí sinh xuống điểm thi và động viên là các phụ huynh là di chuyển ngay khẩn trương để cho các trường hợp khác, các thí sinh khác đến để có thể là vào đúng thời gian thi quy định. Tất cả các lực lượng đã thống nhất phương án này, có một tổ 20 đồng chí là đoàn viên thanh niên của Ủy ban nhân dân phường sẽ hỗ trợ những cái thí sinh. Ví dụ như tắc đường đi chậm, quên giấy thi sẽ có bố trí lực lượng là đưa đón tận nơi để kịp thời để thi cho nó đúng giờ. Kỳ thi này năm nay, tỉnh Sơn La có gần 11.800 thí sinh tham gia dự thi, bố trí tại 34 điểm thi với 525 phòng thi, bao gồm cả phòng chờ và phòng thi dự phòng. Lực lượng công an đã triển khai cán bộ chiến sĩ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, có phương án xử lý trong các tình huống va chạm, tai nạn hay cháy nổ, góp phần cho kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, hiệu quả. Chúng tôi đã ban hành phương án bố trí phân công lực lượng đảm bảo mỗi điểm thi có từ 6 đến 8 đồng chí có nhiệm vụ là đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông tại các nút giao thông trọng điểm, chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát trật tự của công an các phường duy trì tuần tra trên toàn tuyến để đảm bảo giao thông thông suốt. Để đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, lực lượng công an tỉnh đã tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn bí mật đề thi, bài thi trong các khâu in sao, bảo quản, vận chuyển. Các địa điểm in sao đề thi, coi thi, chấm thi, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn giao thông các tuyến đường đến các điểm thi, kịp thời xử lý những tình huống phức tạp, đột xuất. Để đến thời điểm hiện tại thì qua công tác triển khai các mặt công tác thì tình hình an ninh trật tự tại các điểm thi được bảo đảm, kỳ thi diễn ra bình thường. Sáng ngày hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2023 thì đến thời điểm tại thì khoảng 2.300 học sinh, thí sinh trên địa bàn thành phố đã vào các cái điểm thi chuẩn bị cho công tác thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Với các phương án đã được triển khai và thực hiện, lực lượng công an cùng toàn thể lực lượng chức năng khác đang góp phần giúp kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra tuyệt đối an toàn. Liên quan đến vụ việc ảnh chụp đề thi môn văn xuất hiện trên mạng xã hội vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm nay, tức là khi kỳ thi mới diễn ra chưa đầy 30 phút, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cho hay, Bộ đã nắm bắt và chuyển thông tin cho Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an vào cuộc xác minh. Nếu phát hiện trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng khẳng định thông tin trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì khả năng tương tác chỉ ở một thí sinh. Đến thời điểm này, thì Bộ chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề từ bên ngoài vào phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các hội đồng thi tiếp tục tăng cường phương án phòng ngừa thiết bị công nghệ cao để hạn chế tối đa việc gian lận trong phòng thi, quản lý chặt chẽ đề thi theo đúng quy định. Tiếp tục thông tin về phiên tòa xét xử cựu tư lệnh cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn và 6 đồng phạm về tội tham ô tài sản. Vào sáng nay, phiên tòa tiếp tục với phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn, cựu tư lệnh cảnh sát biển 16 năm đến 16 năm 6 tháng tù, Hoàng Văn Đồng, trung tướng chính ủy cảnh sát biển 15 năm 6 tháng tù đến 16 năm tù, các bị cáo Doãn Bảo Quyết, thiếu tướng, cựu phó chính ủy, Phạm Kim Hậu, thiếu tướng, cựu tham mưu trưởng, Bùi Trung Dũng, thiếu tướng, cựu phó tư lệnh
cùng bị đề nghị mức án từ 15 năm đến 15 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng, đại tá, cựu phó tư lệnh, bị đề nghị 10 năm đến 10 năm 6 tháng tù. Bùi Văn Hòe, thượng tá, cựu phó phòng tài chính, 12 năm đến 12 năm 6 tháng tù. Về hình phạt bổ sung, Viện Kiểm sát đề nghị cấm các bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt. Về bồi thường thiệt hại, ghi nhận các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền 50 tỷ đồng cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển. Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý nhà nước phải được xem xét xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Hai mươi bốn nghìn viên ma túy là tang vật vừa được công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An thu giữ sau khi bắt giữ thành công một đối tượng. Cụ thể, tại quốc lộ 46A đoạn thuộc thôn Thanh Tiến, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương, công an huyện Hưng Nguyên chủ trì phối hợp với công an huyện Thanh Chương bắt giữ đối tượng người Lào là Lầu Bá Lì khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngoài 24.000 viên ma túy dạng hồng phiến, lực lượng chức năng còn thu giữ 5 viên đạn và một điện thoại di động. Còn trong 2 ngày 25 và 26 tháng 6, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm, các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu đã liên tiếp triệt phá một chuyên án và hai vụ án về phạm tội ma túy, bắt giữ 3 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm 6 gói ma túy tổng hợp dạng đá có khối lượng khoảng 93 gram, 4 ống nhựa chứa heroin có tổng trọng lượng khoảng 1 gram, 4 điện thoại di động, 1 xe ô tô, 1 xe máy và 500.000 đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Thanh Long là xã biên giới vùng 1 của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, từng là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, đặc biệt là tội phạm ma túy. Chính vì vậy, bên cạnh công tác đấu tranh triệt phá các đường dây tụ điểm buôn bán ma túy của lực lượng chức năng, thì nhiều mô hình vận động quần chúng nhân dân cùng chung tay phòng chống ma túy, làm sạch địa bàn cũng được các cấp, các ngành ở đây triển khai, mang lại hiệu quả. Từ đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, tạo môi trường an toàn, lành mạnh cho cộng đồng dân cư. Ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự. Trước là bị tôi là bị đi chạy 7 năm về, rồi là trước đi vào trong kia là thấy khổ, về gia đình mình thấy cũng khổ rồi, xong và phát triển dễ là kinh tế thì cũng là dễ, xong là bây giờ mới làm thôi. Quyết tâm là do cái đầu của mình nghĩ lại chứ, bây giờ là các con lớn rồi thì bây giờ thì còn nghĩ vào đâm đầu vào ma túy này, ai mà không làm thì nghĩ các vợ con chứ, gia đình chứ. Thì đối với những cái trường hợp mà trên địa bàn xã mà cai nghiện thành công, ngoài các cái chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn của xã triển khai, rồi là hỗ trợ các cái con giống, cây giống cho các hộ gia đình, rồi cũng như là định hướng một số cái nghề nghiệp để cho gia đình, rồi phục vụ với gia đình để có nguồn thu nhập, giữ vững cái tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy cũng như là các cái tình hình buôn bán ma túy trên địa bàn bây giờ được giảm hẳn, nó không có cái người số người nghiện là không tăng. Từ năm 2014 đến năm 2016, theo thống kê có tới 31 bị án là người xã Thanh Long. Trong đó có 9 người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng về buôn bán ma túy bị kết án tử hình. Hiện công an xã đang quản lý 26 đối tượng hình sự, 133 người nghiện. Từ khi lực lượng công an chính quy về xã đã chủ động tăng cường bám, nắm địa bàn, tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong cộng đồng, cùng với việc phát triển mô hình, vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự, gắn với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, Thanh Long đã đổi thay rõ rệt. Thời gian trước còn hơi rắc rối tí vì ma túy tất cả này, trong thời mấy năm nay thì thấy ổn rồi. Các chú công an làm ở đây tốt và bảo đảm trật tự an ninh thì rất tốt. Tôi thấy thì bây giờ thì các chú ở đây thì nói thật nên bây giờ thì tôi thấy làm cái việc này thì tôi rất hoan nghênh. Ngoài cái việc vào cuộc của các cái tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền thì chúng tôi cho rằng là cái vai trò của quần chúng nhân dân là quan trọng và phải làm thế nào để phát huy được vai trò của chúng nhân dân trong cái công tác phòng chống ma túy, trong cái công cuộc phòng chống ma túy. Và từ cái ý tưởng đó và từ những cái suy nghĩ đó
thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng phòng chống ma túy và công an các địa phương xây dựng các cái mô hình chung tay cùng lực lượng công an phòng chống ma túy. Do vậy thì công tác phòng ngừa và đấu tranh ma túy trên địa bàn Lạng Sơn trong thời gian qua đạt hiệu quả rất tốt, và thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả của những mô hình đó, lan rộng, mở rộng ra và nhân rộng điển hình ra trên địa bàn toàn tỉnh. Dù đã chuyển hóa có hiệu quả, nhưng để duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự địa bàn xã Thanh Long, lực lượng công an tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình hoạt động để phù hợp hơn với tình hình thực tế, trong đó chú trọng thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo bình yên cuộc sống cho nhân dân. Tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Vũ Phúc Hậu, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đoài, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng về tội chứa mại dâm. Đối tượng này có sẹo chấm cách 2cm dưới sau mép phải. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hải Phòng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1964, hộ khẩu thường trú tại 124/54/143 Tôn Đức Thắng, phường An Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có nốt ruồi cách 0,5cm dưới sau đầu lông mày trái. Và đối tượng Nguyễn Duy Hùng, sinh năm 1979, hộ khẩu thường trú tại 11/633 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, phải nhận quyết định truy nã của Công an quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Đối tượng này có nốt ruồi cách 3cm trên sau đuôi lông mày trái. Chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin, hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để bảo đảm an toàn, hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.